Trong diễn biến liên quan, cùng ngày Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng phong trào Hồi giáo Hamas và Israel phải thể hiện sự linh hoạt nếu muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, tù nhân trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua ở giải Gaza. Bộ trên cho biết các đàm phán đang ở giai đoạn mong manh và Ai Cập lo ngại rằng việc Israel mở chiến dịch quy mô lớn vào thành phố Rafah Đông Đúc, giáp biên giới Ai Cập có thể đe dọa đến ổn định và an ninh trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ai Cập đã có cuộc cuộc điện đàm, trong đó hai nhà ngoại giao đều nhất trí về tầm quan trọng của việc hối thúc các bên, thể hiện sự linh hoạt và thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt thảm kịch nhân đạo ở Gaza. Vòng đàm phán mới nhất ở Cairo đã được nối lại vào ngày 7 tháng 5 với sự tham gia đầy đủ của tất cả năm phái đoàn. Hamas cho biết phía Israel đã bác đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian hòa giải đưa ra. Do đó, Hamas tin rằng vấn đề hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào Israel.